Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả quý khách. Vâng, lên sóng với các bác buổi sáng ngày hôm nay thì Trung Kiên Audio sẽ giới thiệu đến các bác một bộ dàn Sony có giải mã, giá rẻ cho anh em chơi bình dân. Đó. Thì bây giờ thì mình trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về bộ dàn thì em xin mời các bác trải nghiệm qua cái chất âm của em nói trước ạ. Em sẽ mở một bản nhạc cho các bác trải nghiệm. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bây giờ thì em sẽ xin giới thiệu về tổng quan, hình thức cũng như là tính năng của bộ dàn. Em sẽ quay qua hình thức trước các bác nhé. Bộ dàn này về thì rất đẹp. Hai loa hình dán đề can vân da trang đồng màu với cả cục dàn nhìn nó rất là đẹp luôn, rất hợp luôn, hợp tông và rất đẹp. Ai đang bị các vấn đề về xương khớp, viêm khớp, viêm đa khớp, vân cao su zin nguyên bản còn rất mềm. Cho trung tâm chắc đánh sáng tươi như thành lập hội đông y Việt Nam. Cái dòng chắc này đánh rất là tiếng sáng tiếng luôn nhé. Cho 100 người gọi điện sớm nhất. Rồi, đi coi qua phía sau. Phía sau cũng còn rất là đẹp. Thùng vách còn vuông vắn. Chỗ này nó có bị hơi bị nứt nhẹ bởi vì nó vận chuyển nên dán lại keo 52 chắc chắn anh em chơi được yên tâm nhé, không sợ gì cả. Đó. Công suất hai loa là 60W trở kháng 6 ohm. Còn nguyên rắc loa có đây là cổng cắm optical giải mã đây. Còn đây là cổng cắm analog để chơi điện thoại máy tính qua cổng 3.5. tất cả đều còn rất là đẹp. Bộ dàn này về thì đặc biệt là CD vẫn chạy. Bình thường các model này thì CD thường về là không chạy,
Tuy nhiên thì riêng bộ dàn này về CD vẫn chạy đâu nhé, em sẽ test CD. Tuy nhiên thì cũng không quá hy vọng mà CD này nó sẽ chạy được đâu, bởi vì thường những cái mẫu này CD nó kém, cho nên sẽ có giá rất là tốt cho các bác chơi thôi. Chủ yếu em bán cho các bác chơi AUX và các bác chơi giải mã là chủ yếu, còn CD nó là một tính năng phụ, nó còn em sẽ test cho các bác. Ok, CD đã nhận bài. Em chuyển bài. Con này CD còn khá là tốt nhé. Rồi ok. Coi như là CD còn đi. Tuy nhiên thì em cũng biết chất của những dòng CD của con M100 này rồi. Em sẽ có giá rất tốt cho các bác chơi. Chủ yếu là vẫn bán cho các bác chơi giải mã và chơi AUX là chính các bác nhé. À, giải mã các bác ấn vào nút bắt tiền này nhé. Các bác chuyển sang hệ... Đây ạ, để kết nối Smart TV xuống đi các bác nhé. Optical. Rồi. Con này FM90 thì không bắt được các cái đài của Việt Nam. Đó. Các bác chờ chút xíu để em kiếm cái căng của nó. Con này cái căng còn rất là mới các bác nhé. Rất đẹp mới và chưa bị rách. Đó. Còn rất là mới. Hiếm con nào về đẹp như hồi đây là vết ướt thôi. Hiếm con nào về mà đẹp như này. Xương còn đẹp luôn. Chân đủ luôn, chân đủ chân cài luôn. Tất cả rất ok. Đó. Rất đẹp. với bộ dàn Sony có giải mã CD còn đọc CMT M100 Trung Kiên Audio bán với các bác với giá chỉ 1,3 triệu các bác nhé. Các bác chú ý nhé, giá 1,3 triệu. Các bác mua hàng chuyển cọc thì cọc cho bộ này là 400.000. Các bác mua hàng chuyển gần hết thì bên em sẽ có quà tặng, đó là bộ chân đế kê loa bao gồm 12 chân đế kê loa và kem ly. Nếu như các bác có chân đế rồi hoặc các bác không thích chân đế thì em sẽ đổi cái gói quà tặng chân đế này sang gói quà tặng bao ship luôn cho các bác. Đó, với tổng giá là 1,3 triệu vâng nhá. Đó. Còn với các hàng chuyển cọc thì bên em sẽ không có quà tặng, bên em chỉ có quà tặng với các đơn hàng chuyển hết thôi các bác nhá. Đó. Các bác mua hàng lên này số điện thoại, đồng thời cũng là số Zalo của bên em, đó là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Đó, đây là một bộ khá là mới và đẹp các bác nhá, đáng để anh em chưa để càng ra chăn rất đẹp luôn, nhằn rất đẹp luôn. Gân này còn rất là zin và mềm, nhũ luôn. Anh em chưa yên tâm bảo anh em vài năm về gân. Đó. Rồi cảm ơn anh em, chưa có hết video.